Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi trốn tìm với những phần thưởng vô cùng hấp dẫn, đó chính là iPhone 14. Alo, Asunomoto. Ok. Và bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi nào, let's go. Và đây chính là tất cả những người chơi trò chơi của mình ngày hôm nay. Yeah. Ok, thì bây giờ mình sẽ hỏi thử một vài người coi. Sim ơi, Sim có muốn nhận iPhone 14 không? Vậy, nhận iPhone 14 hả? Dạ. Ủa gì mà nhận đơn giản dữ vậy hả? Nói chung là Simmy chỉ cần trốn thoát, trốn tìm được. Tôi không tìm ra Sim thì Sim sẽ được iPhone 14. Wow. Ủa, tức là tôi trốn được, tôi sẽ được iPhone 14. Đúng vậy, còn bây giờ thì trả đây đi. Còn mọi người thì sao, mọi người có muốn iPhone 14 không? Yeah. À, mấy cái điện thoại này hả? Đúng, đúng. Chắc chắn là mình sẽ có được iPhone 14 hả, mấy cái điện thoại này. Wow. Một tí nữa Karen mà thua là Karen sẽ khóc các bạn ạ. Ok, được rồi. Nước màn hình. Bể kính cường lực. Bể kính cường lực. Và trò chơi của chúng ta sẽ chuẩn bị bắt đầu nha mọi người. Yeah. Bắt đầu rồi đó, trốn đi. Mọi người có vẻ thích iPhone 14 các bạn nhỉ? Ok, bây giờ tôi sẽ đi trốn với mọi người, let's go. Oh, let's go. Mọi người rất thích cái gương này luôn mọi người. Chỗ ngay ở đây. Sinh tồn trong một căn phòng rất là lạnh lẽo luôn các bạn ơi. Chạy nhanh các bạn ơi, chạy nhanh các bạn ơi. Rồi rồi. Không biết không cỡ tìm thấy tôi không ta, nhưng mà tôi chắc chắn tôi sẽ trốn được chỗ này. Không cỡ không bao giờ biết được các bạn. Đó, cho phòng của Sam. Đó, và phòng Sam có một cánh cửa rất là bí mật. Thì đây, chan 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 chan. Đó, đây là ban công. Và ban công Sam hình như là chưa một lần nào ở đây các bạn. Đó. Mình nghĩ là cái chỗ trốn này rất là bí mật, nên là mình nghĩ mình sẽ được iPhone các bạn. Ở chỗ này không ai biết hết. Trời ơi. Nhìn cái, mình cùng quan điểm hả? Sao vậy? Có một chỗ mà có thể trốn được, mà không rõ. Đó, mình cái chỗ này nè. Mình nghĩ là ghê quá bạn ơi. Ừ. Ok bạn ơi, mình đang định vô phòng của anh Bụi. Mà giờ phòng này là phòng giám đốc các bạn nè. Mà bên trong thì có đèn nhá, nhưng mà mình mở không mở được. Nguyên cái con nhện luôn các bạn ơi, mình phát hiện là có một con nhện ở ngay đây. Ghê thật sự luôn. Đây là mình đang trốn trong cái tủ công ty. Nóng quá. Trong này không có quạt, nóng quá. Ok rồi. Mình đang kiếm chỗ nào nó nứt thích hợp nhất. Ủa? Thì mình nghe tiếng phân cận, bây giờ mình sẽ kiếm một cái ẩn nông chỉ được vô phòng thêm. Chỉ là tối luôn. Hello các bạn, mình đang ở dưới hầm cầu thang của công ty. Cô dạy em phải thể dục cho xe. Ghế của cô không nghe thấy gì nữa. Đây lạnh quá. Và sau 20 phút, tất cả mọi người chơi cũng đã kiếm được một vị trí trốn thích hợp để có thể giành lấy chiếc iPhone 14. Và bây giờ cũng đã đến lúc mà mình phải đi kiếm rồi đây. Và bây giờ chúng ta bắt đầu đi kiếm thôi các bạn ơi. Let's go. Mình sẽ thử kiểm tra trong phòng Kyron xem có ai không. Phòng của Kyron. Oh, nhà vệ sinh. Không có ai cả. Trong nấu quần áo của Kyron. Không có ai hết các bạn ạ. Mọi người trốn có vẻ căng đấy. Mọi người có thấy ai đi trốn mà để đôi dép ở trước cửa mình đúng không bạn? Yeah, sure. Đây là phòng của tôi mọi người ạ. À. Và phòng của tôi cũng là một nơi rất là lý tưởng để cho mọi người trốn. Bây giờ tôi đã cho phép mọi người vào phòng của tôi để trốn rồi. Simmy hả mèo Simmy? Sao kiếm được tôi hay vậy? Là sao mà trốn rồi để đôi dép ở trước cửa của tôi là sao? Ủa vậy hả? Ủa là sao ta? Là nghĩa là bà bị loại đó. Ồ, lạnh thật sự luôn mọi người. Trời ơi, suýt mình ngủ đông ở đây luôn á. Có ai bị loại đầu tiên chưa? Bà là người bị loại đầu tiên đó. iPhone 14 của tôi. No. Ok, gác lại chuyện này đi. Simmy giàu của bạn, Simmy có thể mua được. Và người đầu tiên bị loại chính là mèo Simmy. Ở chỗ này các bạn có thể thấy là con Iron Man của mình. À, mình mới vừa đem nó ra ngoài để ngoài đây. Nó bị gãy rồi mọi người ạ. À. Nó to lắm. À, chắc là lần sau mình sẽ quay video về cái con này. Còn bây giờ thì đi kiếm tiếp thôi. Let's go. Tôi cá chắc rằng mọi người từ nãy giờ có người đã chạy xuống dưới đây để trốn rồi. Cho nên tôi sẽ xuống dưới đây để tìm nha. Ồ, có một đôi dép. Ồ, không có ai trong đây hết mọi người ạ.
Đây là một cái nhà kho. Ở trong đây thì mình nghĩ rằng là sẽ có người trốn đó. Có ai ở trong đây không ta? Ôi, không có ai cả. Còn ở trong này thì sao? Cũng không có ai luôn các bạn ạ. À, có vẻ trốn khá là kỹ nha. Từ nãy giờ tôi chỉ mới kiếm được mèo Simmy thôi. Mình nhìn mấy cái đống hàng này mình rất là nghi ngờ sẽ có người núp ở trong đó, nhưng hóa ra là không các bạn ạ. À, hay là mọi người chạy xuống dưới hết rồi ta? Sợ quá. Ui, ông Phong kìa. Mấy bạn. Ồ, ổng kìa, mấy bạn thấy không? Ổng kìa. Chắc mà cũng nóng mà. Chật và nóng lắm nha mọi người. Make up. Đến giờ không biết giờ Phong đi chú bắt những người khác ra rồi hả? Từ nãy giờ mình chỉ mới kiếm được có một người duy nhất là mèo Simmy thôi, còn những người còn lại chốn khó quá. Ở bên dưới này là văn phòng của anh em. Hello Capro, từ nãy giờ có ai trốn ở dưới đây không em nhờ? Không có ai trốn dưới đây em trai. Nói thật không đó? Trong những cái tủ này. Không có luôn. Còn ở bên này chính là phòng quay Minecraft của mình. Ở trên kia có một cái cửa mở. Dạ, tôi nghi ngờ đằng sau cái tủ lạnh này. Không có ai cả. Các bạn ơi, hôm nay mình nhất định sẽ lấy giải của anh Phong. Mình chắc chắn sẽ lấy được giải của anh Phong. Trong cái tủ này nó đang hé hé nó một tí nè. Ở trong đây cũng trốn vừa một người đó, mình đang rất là nghi ngờ. Có ai không? Có ai không? Anh Phong chắc tìm hết đêm không thấy mình đâu. Chỗ này là chỗ trong công ty hầu như là không ai biết. Các bạn ạ. Ở bên dưới này hiện tại thì mình thấy là nó có một cái phòng ở trong đây và... Yes! Mình đã kiếm được người rồi bạn ơi! Sao em sao em núp trên đây kỹ quá vậy? Em núp kỹ, em ngồi em đánh liên quân em. Đánh liên quân ở trong đây á? Đúng rồi em. What the hell, yên tâm đi em, không sao cả. Cố gắng lần sau chúng ta trốn kỹ hơn nha. Dạ vâng. Yeah. Ok. Vậy là một người tiếp theo đã bị kiếm được. Em trai của tôi. Sorry em, trả anh camera nè. Mình đã nghi ngờ là ở bên dưới đây có người và tất nhiên có luôn. Hiện tại bây giờ chúng ta đã kiếm được hai người, đó chính là Simmy và... và nhóm Sơn nữa các bạn ạ. Bây giờ chúng ta còn đến tận... còn đến tận 4 người lận. Bên này thì là chỗ mà mình cầu thang. Mình nghĩ chắc không có ai trốn ở đây đâu. Đi xuống dưới nha. Mình nói cho các bạn biết là mọi ngóc ngách ở trong cái nhà này mình nắm trong lòng bàn tay, cho nên là bọn họ sẽ không trốn được lâu đâu. Ở trong này thì sao? Cũng không có ai luôn. Ở trong phòng TikTok thì sao nhờ? Dường như là không thấy ai cả các bạn ạ. Tại sao cái chỗ này nó lại bị đổ đây? Ở bên trong kia nó có một cái nhà vệ sinh và mình rất nghi ngờ ở trong đó. Có thể đi chứ. Ai sẽ là người bị bắt tiếp theo đây? Hello. Không có ai cả. What? Tại sao mọi người có thể trốn được kỹ đến như vậy nha? Quá là mệt luôn các bạn. Ui. Ai? Thấy gì vậy? Thấy gì vậy? Hình như là mình vừa mới vừa thấy được Sammy. Để coi. Ở ngoài đây đây. Trốn nhanh nè. Còn để lại đôi dép ở đây nữa nè. Sammy trốn nhanh thật các bạn à. Mình mới vừa thấy bà ở đây. Bây giờ bà đi đâu rồi? Không có ai cả. Có cái thùng gì ở đây đây. Đừng có nói là đồ chơi bên trong thôi. Oh wow, tôi mới phát hiện ra cái gì đây? Một cái mền ở bên trong có phát sáng ra nữa. Chẳng phải có ai ở trong đây. Mong cần tìm được mình rồi mà, nhìn nè. Phát hiện ra rồi nha. Mệt quá. Mệt đâu? Đổ hết mồ hôi nè.
Tôi nghĩ là cái chỗ này sẽ chỗ cực kỳ an toàn luôn, nhưng mà không nha. Yeah. Và cuối cùng thì mình cũng đã kiếm được thêm Sammy nữa rồi. Vậy là đã kiếm được tổng cộng là 3 người, vẫn còn 3 người nữa. Nếu như mình không kiếm được 3 người này thì mình sẽ mất luôn 3 cái iPhone 14 đó các bạn ạ. Và bây giờ thì chắc là mình sẽ nhờ Sammy cầm cam để quay giúp mình. Sammy buồn không Sam? Không sao. Ok. Tôi đang rất nghi ngờ đằng sau này. Em đang cười cái gì đó em trai? Chắc con người. Không, quên đi anh ạ. Thật vậy không có ai không? Thật đây. Chẳng lẽ là trốn kỹ vậy sao? Tôi đề nghị mọi người nếu như có nghe được tôi nói thì hãy nhớ rằng là chỉ có trốn ở trong Gaming House thôi nha. Tôi chợt quên mất là ở trong đây cũng có rất là nhiều tủ chứ không chỉ có một vài cái tủ đâu. Chúng ta đã cứu được người tiếp theo. Gia Bun. Ok em trai, em có điều gì để nói không? Mệt quá. Nóng quá hả? Vậy là coi như mình đã kiếm được thêm một người nữa rồi. Vậy mà còn đến tận 3 người nữa. What? Let's go đi thôi. Trong một cái hộp. Khoan từ 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 từ. Khoan đã. Wow. Tôi biết ngay mà. Yes, mình đã kiếm được các bạn ơi. Hồi nãy mình chạy ngang qua đây và vô tình mình thấy cái vỏ này, mình nghi rằng là sẽ có người núp được ở trong đây. Mora, bạn cảm thấy như thế nào nhờ? Đầu tiên là mình thấy người mình nó ướt hết rồi và nó là nóng rất là ngợp khi mà chui trong cái này, đó cái sọt đó. Tại sao Mora có thể chui vào đây để trốn được nhờ? Mình không ngờ luôn á. Nếu như có ai đó đang ở đây thì xin thông báo rằng là bạn đi bị tóm rồi nha. Ở sâu tận bên trong kia thì mình vẫn còn thấy có một cái chỗ có thể chui vào bên trong được. Và mình sẽ kiểm tra thử. Cũng không có ai luôn. Mệt quá. Quá là mệt. Vậy là bây giờ chỉ còn có hai người nữa thôi. Đó chính là em trai của mình và Kairon. Tôi nghi rằng sẽ có người núp trong phòng của Simi. Cái Ron đâu rồi nhờ? Bạn đang ăn à? Quá là mệt luôn mấy bạn ơi. Giải nhiệt cuộc sống. Cái Ron có núp trong phòng của bạn không vậy? What? Sao bạn lại núp vô trong đó? Sao bạn lại núp vô trong đó? Cái What? Mình núp trong đây nãy giờ đó. Mày núp trong đây nãy giờ luôn hả? Ờ. What? Hiện tại bây giờ chỉ còn một mình em trai của tôi thôi. Nhưng mà tôi đã quá là mệt rồi. Cho nên tôi nghĩ là nó thắng rồi. Bạn sẽ không thể nào kiếm được em trai của bạn đâu. Tại sao vậy? Mình biết chỗ nó trốn. Không ai kiếm được. Ừ. What? Trốn kỹ lắm mày. Vậy bạn đưa mình đi đến đó đi. Em trai của mình trốn ở đâu? Xung quanh đây á. What the hell? Cái gì vậy? Ủa cái trời. Tôi thật không ngờ mọi người ạ. Tôi không ngờ luôn á mọi người à. Nó trốn kỹ dữ vậy. Nó chôn người nó trong đây luôn. What? Rất thiệt mọi người. Không. Xin chúc mừng Hên. Hên là người chiến thắng rồi. Bởi vì Hên là người cuối cùng. Mọi người à. Từ nãy giờ là thật nhé, không phải diễn nhé, bởi vì mình đã quá là mệt rồi. Từ nãy giờ mình đã chạy đi chạy lại chắc cũng khoảng 3 tiếng đồng hồ rồi để kiếm được đó. Hồi nãy là mình đã kiếm nó ở trong đây mọi người ạ. Mình không ngờ nó núp ở bên kia. Tại mình nghĩ ở trong đây là khó tìm nhất. Ở trong đây, what? Đúng là em trai của ta. Hay lắm. Dễ sơ chắc chắn là như vậy rồi. Dạ. Xin chúc mừng em. Vậy bây giờ lên nhận thưởng thế nào. Mệt quá. Vâng, và cuối cùng thì mình cũng đã kiếm được người cuối cùng rồi. Cảm nhận như thế nào? Rất chi là mệt. Và chỗ đó rất là tối và nóng luôn mọi người. Mình cứ sợ là con gì bò vô cắn mình đó mọi người. Rất là sợ. Cái này không hề là diễn hay gì đâu nha các bạn. Bởi vì nó đã chui vào trong một cái gì? Một cái hầm và sau đó nó đắp cái rác lên trên người luôn. What? Chơi lớn thật sự luôn á trời. Vì iPhone 14 làm luôn hả? Đúng.
Vâng, và chúc mừng em. Trời, cầm lấy đi. Yeah. Và coi như là vlog của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Và nếu như các bạn thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhấn subscribe đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube mới của mình bên dưới. Và có khi nào người đăng ký của mình sẽ có thể được tham gia trò chơi của mình hay không thì các bạn nhớ đăng ký kênh nha. Ok. Còn bây giờ thì kết thúc video ở đây.